Lạy Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con. Chúng con nghe những lời hát, nghe những lời cầu nguyện. Ôi Chúa ơi, lòng chúng con cảm xúc, chúng con cảm động. Chúa là ánh sáng của cuộc đời chúng con. Chúa là sự sống. Chúa là lẽ thật. Chúa là cứu rỗi cho cuộc đời của chúng con. Ôi Chúa ơi, buổi tối hôm nay chúng con chiêm ngưỡng sự ra đời của Chúa. Chúng con vui mừng vì chúng con vốn là người ở trong tối tăm. Chúng con sống có một nếp sống xấu xa. Nhưng ánh sáng của Chúa đến, sự sống của Chúa đến và Chúa biến đổi cuộc đời của chúng con. Ôi Chúa Giêsu ơi, đã 2000 năm qua, cứ mỗi Noel về, chúng con hồi tưởng lại, chúng con nhớ đến sự ra đời của Chúa. Chúng con vui mừng và chúng con cảm tạ Chúa. Vì nếu Chúa không đến thì chúng con sẽ ở trong sự hư mất. Nếu Chúa Giêsu không đến là chúng con sẽ không thấy sự sống. Nếu không có Chúa trong cuộc đời của chúng con thì chúng con sống trong vô nghĩa. Ôi Chúa ơi, buổi tối hôm nay qua những lời cầu nguyện, qua những bài hát đó, chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con dâng hết tất cả những gì đẹp đẽ nhất, quý báu nhất, sâu đậm nhất trong cuộc đời của chúng con. Chúng con dâng tiếng hát chúng con trên tất cả những gì trong tấm lòng của chúng con cho Chúa. Xin Chúa nhận lấy, xin Chúa đẹp lòng trong sự chiêm ngưỡng, trong sự thờ phượng của chúng con. Giờ đây chúng con suy gẫm lời của Chúa. Chúa Giêsu ơi, xin Ngài ở với chúng con. Đức Thánh Linh là thần lẽ thật, là giáo sư của chúng con. Giờ này xin Chúa đến, xin Chúa dạy dỗ chúng con. Xin Chúa cho chúng con thấy ánh sáng của lẽ thật Ngài, để chúng con thờ phục Chúa, để chúng con thấy ánh sáng vào đời và ánh sáng ngập tràn hy vọng cho thế giới, cho hội thánh, cho gia đình và cho cuộc đời của chúng con. Chúng con dâng lời của Chúa trong sự dẫn dắt của ba ngôi Đức Chúa Trời, nhân danh Chúa Giêsu Christ. Xin mời quý vị an toàn. Tại thành phố Taxila, nước Pakistan, có một nhà thương rất là nổi tiếng. The Christian Hospital at Taxila. Nhà thương đây chuyên môn chữa trị mắt. Và ở trong nhà thương này có hai người bác sĩ chính. Một bác sĩ người Anh Quốc và một người bác sĩ khác người Ấn Độ. Hai bác sĩ là người Cơ Đốc, dành trọn thời gian từ sáng đến chiều giải phẫu mắt cho những người Hồi giáo tại vùng Pakistan, trong nhà thương của thành phố Taxila. Cuốn phim The Miracle at Taxila, cuốn phim cho thấy khi người ta đến, có một khúc phim cho thấy hai người bạn dìu một người mù vào trong phòng khám mắt. Và khi vào trong phòng khám mắt thì bác sĩ chiếu ánh sáng vào, lấy đèn pin chiếu ánh sáng vào người bệnh nhân người mù đó, đưa tay qua đưa tay lại, nhưng người mù đó không thấy được ánh sáng, không thấy cái tay đưa. Sau đó người bệnh nhân vào trong phòng mổ và được giải phẫu mắt. Sau khi giải phẫu mắt thì bác sĩ băng một cái băng trắng xung quanh tròn cái đầu bịt mắt người bệnh nhân, và hai người thân
hai người bạn đó dìu bệnh nhân trở về nhà. Hai ngày sau, hai người bạn đó dìu người bệnh nhân trở lại nhà thương. Khi vào trong phòng khám, bác sĩ lấy khăn ra. Bây giờ bệnh nhân lần đầu tiên trong đời, hay là lâu thật lâu, đã một thời gian lâu, bây giờ cặp mắt từ từ mở ra, nhận thấy ánh sáng, mắt sáng lên, khuôn mặt trở nên một nụ cười, và trong nụ cười đó lẫn lộn với nước mắt chảy xuống hai má của người bệnh, vui mừng không xiết. Quý vị có thể tưởng tượng đã từ lâu người mù này chưa được từng thấy ánh sáng. Cảnh vật chung quanh không bao giờ kinh nghiệm. Một cuộc đời mù lòa, sống trong tối tăm, bây giờ thấy được ánh sáng, thấy được khuôn mặt của người khác. Bây giờ soi gương, đã từ lâu chưa thấy mặt mình, bây giờ thấy được. Hai hàng nước mắt rơi xuống má của người mù. Phim kết thúc cho thấy bệnh nhân bây giờ đứng dậy, chào, vẫy tay chào hai người bác sĩ. Và chúng ta thấy một hình ảnh rất đẹp đẽ. Bây giờ hai người bạn không có dìu mình nữa. Bây giờ mình tự đi và vẫy tay chào một người bác sĩ. Ánh sáng đã vào cuộc đời của người bệnh nhân đó. Và sau cuộc giải phẫu đó, cuộc đời đã thay đổi hoàn toàn. Ánh sáng đã vào cuộc đời. Hai bác sĩ trong mấy chục năm, vì lòng yêu thương những người Hồi giáo, đã giải phẫu ngày và đêm, hàng ngàn người tới qua phòng khám, qua phòng mổ. Và Chúa cho tình yêu thương của hai người bác sĩ đó giải phẫu để được mắt thấy. Khi ánh sáng vào đời thì cuộc đời không còn như xưa. Thánh Kinh cho biết Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Đức Chúa Trời là đấng tạo ra ánh sáng từ thở ban đầu. Từ lúc Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ, lời Chúa nói rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Và trong sự dựng nên trời đất, Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng, thì có sự sáng. In the beginning God created the heavens and the earth. And God said, let there be light. And there was light. And God saw light was good. Light was created by God since the very beginning of time. Ánh sáng là điều cần yếu cho đời sống. Ánh sáng có tác dụng đem hơi ấm cho trái đất. Mặt trời đem ánh nắng cho hoa lá, cho hơi ấm cho cây cỏ được sự sống, cho muôn loài vạn vật nhờ ánh sáng mà sống. Nhờ ánh sáng con người mới có thể thấy được màu sắc, cảnh vật chung quanh. Nếu con người không có thấy được ánh sáng, thì con người ở trong sự tối tăm, mù lòa, lầm lạc, không có hy vọng. Thấy là một trong năm giác quan chính của con người. Sight is one of the five basic senses of human beings. Thấy là một trong năm giác quan chính của con người. Năm giác quan đó là thấy bằng mắt, nghe bằng tai, nếm bằng miệng, rờ bằng tay chân, ngửi bằng mũi. Thượng Đế tạo nên năm giác quan chính yếu này để con người thâu nhận, con người biết được thế giới hàng ngày.
God created the five senses: smell, touch, sight, hearing, and taste. Through the five senses, we are able to comprehend and grasp reality around us. Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy bằng mắt. Cặp mắt nhận ánh sáng để phân biệt màu trắng, màu đen, màu xanh, màu vàng. Ánh sáng cho chúng ta thấy hình dạng của con người. Ánh sáng cho thấy chúng ta khoảng cách lớn và nhỏ. Nếu con người không có giác quan ánh sáng thì cuộc đời thiếu và khổ sở vô cùng. Ánh sáng là một điều rất cần thiết cho cuộc đời. Nếu không có ánh sáng thì con người sống trong mù lòa. Chúng ta thấy hình ảnh con voi ở đây. Có 5 người mù, 5-6 người mù đứng đó rờ con voi. Mỗi người rờ một phần của con voi. Một người rờ cái ngà voi thì tưởng là đây là cái giáo. Một người rờ dưới cái bàn chân của con voi là tưởng là con rắn. Một người rờ thân voi thì tưởng đây là một cái cây. Một người rờ cái đuôi của con voi tưởng đây là cái dây. Và một người rờ cái tai của con voi tưởng đây là cái quạt. Và những người rờ con voi đây là những người mù. Nếu những người này không mù, họ đứng ra họ nhìn con voi thì quý vị nghĩ như thế nào? Đây không phải là cái quạt, đây không phải là cái dây con rắn hay là cái cây. Nhưng mà đây thật sự là con voi. Nếu ánh sáng không có, không có một cái giác quan nhận thấy được, thì những gì chúng ta thấy có thể sai trật hay là không đầy đủ. Như vậy, ánh sáng là điều rất cần thiết cho con người. Tác dụng của ánh sáng, chúng ta thấy, thứ nhất, ánh sáng xua tan bóng tối. Khi hồi nãy chúng ta ở trong sự tối tăm, chúng ta tắt đèn hết thì tất cả đều tối. Nhưng khi đèn sáng lên, ngọn lửa cháy lên thì ánh sáng xua đi bóng tối, đẩy đi bóng tối. Điều thứ hai, ánh sáng tiết lộ ra, soi sáng ra, bày tỏ ra cho chúng ta thấy, mà không có ánh sáng chúng ta không có thấy được. Điều thứ hai, ánh sáng tiết lộ ra những chi tiết trước mắt để chúng ta thấy. Điều thứ ba, ánh sáng có tác dụng hướng dẫn. Một người đi trại hay là ở trong rừng, nếu không có đèn pin, không có ánh sáng đèn pin hướng dẫn thì sẽ bị lạc ở trong rừng trong đêm tối. Nếu những thủy thủ đi trên biển và bầu trời, trên bầu trời không có những ngôi vì sao để dẫn đường thì người đó sẽ bị lạc trên biển khơi. Ánh sáng có tác động, có tác dụng hướng dẫn đường đi của con người. Điều tới, ánh sáng có năng lượng. Ánh sáng, nhờ ánh sáng mặt trời, cây cỏ, hoa lá, muôn loài vạn vật được sự ấm và được sự sống. Thứ năm, ánh sáng không chỉ dành cho một nước hay là một người, nhưng mà ánh sáng tỏa ra khắp mọi nơi. Như vậy chúng ta thấy 5 điều chính của ánh sáng ở đây. Ánh sáng xua tan bóng tối. Ánh sáng tiết lộ ra để cho chúng ta thấy. Ánh sáng hướng dẫn soi đường để người đi. Ánh sáng là năng lượng đem sự sưởi ấm đem sự sống cho con người. Và ánh sáng khi soi đến trái đất thì mọi nơi đều thấy. Đó là tác dụng của ánh sáng. Light. God created light since the very beginning. Light is a very unique element in life. There are 5 things we see that light does. Light drives out darkness, just as the room we've seen before. Very, very dark. But when we lit the candle, when we turn on the light, light dispels, light drives out darkness. Secondly, light reveals. Without light, we cannot see what's ahead of us. Thirdly, light guides. It is light, by light that we see our way to the next destination. Fourth,
Light gives energy. It is the sunlight that gives animals, plants, humans the warmth and the energy to live. Without light, all life would cease to exist. And last, light shines everywhere. Light doesn't shine to one person or one country, but light pervades the whole planet. Chúng ta thấy ánh sáng rất là quan trọng cho cuộc đời. Thưa quý vị, đó là ánh sáng thuộc thể. Nhưng trong phương diện tâm linh, Kinh Thánh cho biết người nào sống trong sự tối tăm là người đó sống trong sự lầm lạc, trong sự lạc mất, trong sự tội lỗi. Người nào sống tâm linh tối tăm là người đó sống ở trong tình trạng thiếu hụt và tình trạng tuyệt vọng. Kinh Thánh cho thấy ai có sự sáng của Đức Chúa Trời, ai có cặp mắt thuộc linh, ai có tấm lòng được Chúa soi sáng là người đó có một cái nhìn thuộc linh, có một sự nhận xét sâu sắc về cuộc đời, về Thượng Đế, về chính mình. Người có sự sáng của Chúa là người thấy được vấn đề và người có sự sống của Đức Chúa Trời ở trong cuộc đời của mình. Chúng ta đi đến câu chuyện Giăng đoạn 9 vừa đọc vừa qua. Light has two elements. We have seen the element of physical reality. But according to the Gospel of John, those who has the light of God are those who have the spiritual vision to know God and to have the life of God in themselves. The person who has the light of God is a person who knows God, who knows his or herself, a person who knows reality and who knows life. And in that light, the person has the light of God, the person has the life of God in him or in her. Light has a spiritual and a physical dimension. We enter into the story in John chapter 9. Chúng ta thấy câu chuyện một người mù được Đức Chúa Trời, được Chúa Giêsu chữa lành và thấy được sáng. Chúng ta theo dõi câu chuyện, người mù từ mới lúc sinh ra chưa có phạm tội, chưa có bị bệnh, nhưng từ thở còn thơ vừa lọt ra mới lòng mẹ đã bị mù, chưa từng thấy ánh sáng, không biết màu sắc như thế nào, chưa từng thấy được ánh nắng mặt trời, chưa được ngắm một cành hoa, hưởng được một hình ảnh của núi đồi, chưa từng thấy khuôn mặt mình như thế nào ở trong gương. Một người mù thật tội nghiệp, từ lúc sanh ra không thấy được ánh sáng, cuộc đời thiếu thốn làm sao. Kinh Thánh cho thấy vì người này không thấy được, không làm gì được, và người này phải xin ăn. Người này xin ăn và chờ người đi qua giơ tay ra để xin ăn. Đó là sự sống, đó là sự sống còn của người này. Bị mù lòa, nghèo nàn phải đi xin ăn. The story of the blind man in the Gospel of John. There was a blind man who was blind at birth. He was blind since after delivery. He did not commit a sin yet. He has not seen anything, any color. He has no vision. He has never seen the sunset. He has never hold and see the sight of a flower or see his face. This is a blind man. Not only he's blind, but he's very poor. He can't do anything. All he could do was to stand on the road and beg for a living. He is in the dark. Chúng ta thấy người mù. Và câu chuyện kế tiếp, Chúa Giêsu đi qua. Và Chúa Giêsu thấy người mù. Chúa Giêsu động lòng thương xót. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu động lòng thương xót thì Chúa làm một việc lạ thường. Chúa
lấy nước miếng của Ngài trộn vào đất, làm thành bùn, và lấy cái bùn đó xức lên đôi mắt của người mù này. Và Chúa Giêsu nói rằng: ngươi hãy đi đến ao Siloam, rửa mắt ở tại đó. Khi rửa mắt xong rồi thì trở lại đây, thì ngươi sẽ được thấy rõ. Chapter 9 in the Gospel of John, we see Jesus encounter with the blind man. As he walked along, he saw the blind man, and he was filled with compassion. And he came to the man, and he did a very unusual thing. He spit on the ground, he took the spit and the dirt and made it into mud, put it in his eyes. This is a very unusual thing. And Jesus said, go wash in the pool of Siloam. After you wash, come back, and then you will see. Khi Chúa Giêsu bảo người mù đi đến ao Silo rửa mắt mình và trở lại, khi người đó trở lại, Kinh Thánh cho thấy mắt người được thấy rõ. Thưa quý ông bà, chị em hãy cùng tôi hình dung lại hình ảnh của người mù. Từ thở còn bé không thấy được một cảnh vật gì, bây giờ lần đầu tiên ở trong đời được thấy rõ. Tôi tưởng tượng rằng hình ảnh của người mù này có thể giống như cái hình ảnh mà những người Hồi giáo được chữa mù ở trong nhà thương Thạc Sĩ Lan. Tôi thấy biết bao xúc động, biết bao vui mừng xảy ra, và tôi có thể hình dung được người này đang chảy nước mắt ra vì lần đầu tiên mình thấy được trong đời của mình. Câu chuyện cho thấy sống những người trong xóm láng giềng thấy được, chứng nhận được người này là người ở với chúng tôi trong những năm qua đã được thấy. Cha mẹ người khám phá được người này thật sự đã thấy. Chính người biết rằng mình đã mù và mình đã được thấy. Và chính Chúa Giêsu chuẩn nhận rằng chính Ngài là đấng chữa lành cho người mù này. Người này thật sự được chữa lành bởi sự làm chứng của những người hàng xóm, cha mẹ, chính mình và người chữa mắt của mình là Chúa Giêsu. This man is experiencing some whatever unique experience. For the first time in his life, he is able to see. Ever. I can imagine the tears rolling down his eyes. His life is now liberated. He is able to see. His neighbors confirmed that. His parents confirmed that. He himself knows that. And the person who healed him, Jesus, confirmed that. This is a miracle. Chúa chữa lành cho một người mù này là một phép lạ. Ở trong Kinh Thánh, từ Cựu Ước đến Tân Ước, sự chữa lành mắt làm người mù được sáng rất là hiếm có ở trong Tân Ước. Đây là một việc lạ thường mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể chữa được mù mắt thôi. Người mù này được Chúa Giêsu chữa lành mắt. Nhưng mà chúng ta đi tiếp câu chuyện. Nếu chúng ta đọc phần cuối của câu chuyện, Chúa Giêsu chữa lành mắt người này thấy, nhưng mà chưa hết. Chúa Giêsu còn chữa lành cái sự tối tâm của tâm linh người này. Người này không những thấy trong mắt thuộc thể của mình, nhưng tâm linh của Ngài được Chúa soi sáng. Và sau khi được Chúa soi sáng, thì người đó nhận rằng Chúa Giêsu là đấng đứng trước mình chữa bệnh cho mình. Thì người đó quỳ xuống, sắp mình xuống mà thờ lại, mà nói với Chúa rằng: lạy Chúa, tôi tin. Chúng ta thấy câu chuyện này, sứ đồ Giăng dẫn cho chúng ta từ một câu chuyện thuộc linh, thuộc thể, đến ý nghĩa thuộc linh. Một người mù được chữa lành trong cặp mắt. Nhưng mà quan trọng hơn, thần học của Giăng ở đây nói rằng quan trọng hơn hết, mắt thuộc linh của người cũng từ bấy lâu nay đã mù mà bây giờ được Chúa mở sáng ra.
Người này thấy được Đức Chúa Trời. Người mù tìm thấy, không những tìm thấy ánh sáng trong mắt mình, nhưng mà lòng mình tìm được thấy thiên đàng. The blind man, narrated by the Apostle John, is very, this story is very significant. Not only he was able to be healed physically, but more importantly, God gave him the spiritual vision, the spiritual healing, to be able to see God in his own depth of soul, of his own soul. He found God. God healed his eyes physically, but more importantly, his spirit, his soul was able to see God. God healed him in his eyes, but he found heaven in his spiritual soul. Đức Chúa Trời soi sáng con người này. Một thân thể được soi sáng, nhưng linh hồn của người này tìm thấy được thiên đàng. Thưa quý ông bà, chị em, Chúa Giê-xu là ánh sáng vào đời. Khi chúng ta hồi tưởng lại sự ra đời của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy 5 điểm ở đây tương tự với 5 điểm ánh sáng mà cái hình tôi đã chiếu qua trong cái những slide trước. Nhưng mà ý nghĩa ánh sáng của Chúa tràn ngập ý nghĩa thuộc linh. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu phán trong Giăng đoạn 8 câu 12: Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Chúng ta thấy 5 cái điều mà chúng ta thấy ánh sáng thuộc thể trong cái slide hồi nãy. Bây giờ chúng ta thấy 5 cái ý nghĩa thuộc linh tương tự như vậy. Và Chúa Giê-xu làm trọn 5 điều này. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu đến dập tắt tội lỗi. Trong ý nghĩa thuộc linh, tối tâm, bóng tối có nghĩa là tội lỗi, sự lầm lạc, sự chết chóc của con người. Chúa Giê-xu là ánh sáng vào đời. Chúa Giê-xu đến xóa tan đi, xua tan đi, đẩy đi tội lỗi, dập tắt tội lỗi. Sự tối tăm không thể thắng Đức Chúa Trời được. Điều thứ hai, Đức Chúa Trời đến để bày tỏ Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đến để bày tỏ Đức Chúa Trời. Trong Đức Chúa Giê-xu chúng ta thấy được Thượng Đế, chúng ta thấy được Đấng Tạo Hóa. Điều thứ ba, Chúa Giê-xu là ánh sáng, là nguồn ánh sáng để soi sáng sự tối tăm của con người. Tâm linh của chúng ta đến được Chúa soi sáng và thấy được Đức Chúa Trời, thấy được sự thật của con người mình là ai, thấy được Đức Chúa Trời là ai. Chúa Giê-xu là ánh sáng vào đời, soi sáng tâm linh của người mù và soi sáng tâm linh của chúng ta để được thấy Ngài. Nếu Chúa Giê-xu không đến thế gian thì tâm linh của chúng ta sẽ mãi mãi ở trong sự mù lòa thâm tối. Điều thứ tư, như ánh nắng mặt trời đem hơi ấm, đem sự sống cho muôn người, thì Đức Chúa Giê-xu đem đến mang sự sống. Đức Chúa Trời không những là sự sáng, nhưng mà Ngài là sự sống. Từ ánh nắng mặt trời, cây cỏ muôn vật mới có thể sống được. Chúa Giê-xu muốn nói rằng ta là sự sáng của thế gian, từ ta ra các ngươi mới có thể sống được. Nếu ngươi không nhận sự sáng của ta thì ngươi ở trong sự chết. That's what he means. Đức Chúa Giê-xu là ánh sáng vì Ngài đem đến sự sáng và sự sống cho cuộc đời của mình. Nếu không có Chúa Giê-xu thì ở trong sự lầm lạc, ở trong sự tuyệt vọng. Ánh sáng soi đến khắp mọi nơi thì Chúa Giê-xu cũng như vậy. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu hãy cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Ánh sáng soi tỏ cho muôn loài thì Chúa Giê-xu đem sự sống đến cho mọi người. Jesus is the light of the world. Recall the slide I showed earlier, what light does physically.
there is a spiritual dimension in the idea of Jesus as light. Jesus, as light of the world, he came and he drives out sin. He dispels, he pushed sin away. Secondly, Jesus come to reveal God to us. Only through Jesus that we come to know who God is. Without Jesus, we have no idea of who God is. Thirdly, Jesus is the light who guides us into the spiritual truth. Without Jesus' words, without the Bible, without his teaching, we wouldn't know who God is. And third, just as the sunlight gives light to the world, the animals, human beings, and the plants, without light they don't exist. What Jesus means, according to the Gospel of John, he gives eternal life. Without life, receiving the light from Jesus, we will be dead. We will live in the dark. We will continue to live in sin. And finally, just as the sun shines its light to all of the earth, Jesus' life, salvation, is available to all. For God, who so loves the world, the whole world, that whosoever believes in him will not perish, but have eternal life. Chúng ta thấy hình ảnh ánh sáng trong Chúa Giêsu thật là rực rỡ, diệu kỳ. Chúa Giêsu nói, trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. Chúng ta thấy hai hình ảnh tương đương với nhau, đi đôi với nhau. Sự sáng không những soi sáng mà sự sáng đem đến sự sống. Chúa Giêsu không những đến soi sáng cho chúng ta, cho chúng ta thấy được thiên đàng, thấy được Đức Chúa Trời. Nhưng qua cái ánh sáng đó, Chúa đem chúng ta đến sự sống. Ai tin Chúa Giêsu là được sự sống đời đời. Đó là trọng tâm của Tin Lành. Mùa Giáng sinh không phải là quà cáp, không phải là shopping, không phải là ông già Noel. Xin lỗi quý vị, TV nó gạt mình quá nhiều rồi. No. Giáng sinh là Chúa Giêsu đến để cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Đó là ý nghĩa của Giáng sinh. Giăng đoạn 8 câu 12: Ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta, chúng ta thấy soi sáng, đi theo. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Again, sự sáng và sự sống chính phát xuất ra từ con người của Đức Chúa Trời ngôi hai. Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 5: Đức Chúa Trời là sự sáng, và trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Jesus is the light of the world. John 1 verse 4 says, In him was light, and life, and light was the life of man. In Jesus, you find light, and you find life. And he also says in chapter 8 verse 12, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness. And the next verse says, God is light, and in him there is no darkness at all. Jesus is the light of the world. Thưa quý ông bà, mùa Giáng sinh năm nay, chúng ta thấy được Chúa Giêsu là ánh sáng vào đời. Ánh sáng đó đem cho chúng ta tràn ngập hy vọng. Hãy đến với ánh sáng. Xin mời quý ông bà, anh chị em đến với Chúa Giêsu. Có lẽ trong những ngày qua chúng ta quên đi Chúa Giêsu, hay là Chúa Giêsu còn mập mờ trong ánh mắt. Buổi tối hôm nay
chúng ta nhen lại ngọn lửa, chúng ta đến gần lại ánh sáng. Như 2000 năm qua ánh sáng đã đến trong cuộc đời của chúng ta. Ôi xin Chúa cho chúng ta buổi tối hôm nay được nhắc lại ánh sáng tuyệt vời của Chúa Giêsu trong cuộc đời của mình. Buổi tối hôm nay chúng ta nhận thức rằng không có một ánh sáng nào trên cuộc đời này lớn hơn ánh sáng của Chúa Giêsu. Xin quý vị, xin chính mình tôi đến với Chúa buổi tối hôm nay. Tôi có một tâm tình với quý vị, với quý ông bà anh chị em. Có lẽ bao nhiêu năm nay một số chúng ta đi tìm ánh sáng ở bên ngoài đời. Có lẽ chúng ta đi tìm ánh sáng của thành công, chúng ta đi tìm ánh sáng của tiền bạc, chúng ta đi tìm ánh sáng trong sự hạnh phúc riêng mình, chúng ta có thể đi tới thời bối để tìm ngày mai có tương lai hay không. Chúng ta đọc tử vi này đến tử vi kia, hết tháng này đến tháng kia, để chúng ta đoán khi nào chúng ta được gặp may. Nhưng bao nhiêu năm đó chúng ta vẫn còn ở trong sự tối tăm. Chúng ta muốn tìm ánh sáng nhưng mà ánh sáng đó nó vẫn lu mờ trong cuộc đời của mình. Quý vị, quý ông bà, anh chị em, có lẽ một số chúng ta đang ngồi ở trong phòng đây đang ở trong bóng tối. Có lẽ một cuộc tình nó đang bị đổ vỡ, một hôn nhân nó đang bị rạn nứt. The times are dark. Một kinh tế mà không ai biết được, một xã hội đang xuống dốc một cách trầm trọng. High school mà tôi đang ở gần nhà tôi bên California toàn là du đảng và buôn bán thuốc lá phiện ở trong đó. Có lẽ một số chúng ta đang trải qua một bóng tối mà một đứa con nó không vâng lời. Một đứa con nó đi xa sự dạy dỗ của mình, nó đi xa con đường của Chúa, nó đang ở trong bóng tối. Có lẽ một số chúng ta đang ở trong bóng tối của sự nghiện ngập. Chúng ta không thấy có một con đường thoát khỏi được. Chúng ta bị trói trong bóng tối đó. Và có một số chúng ta ngồi ở đây đang có những sự tan vỡ, có những sự đau khổ, có những bóng tối mà được Chúa chữa lành như Chúa chữa lành người mù. Nếu Chúa không đến chữa lành thì chúng ta ở trong tang thương. Friends, brothers and sisters, the opposite of light is darkness. I mean spiritual darkness. Perhaps some of us in this room sitting here right now are going through spiritual darkness. Perhaps some of us are losing a job. Some of us are in the dark that we don't know if we have money to survive tomorrow, to put our kids to college. Our savings accounts are all gone. Perhaps some of us sitting here are in a dark relationship, in some form of addiction, that we live and we sin in the dark and we can't get out. Life is dark. God help us. And perhaps some of us in this room who are going through some brokenness, that you need healing, that you need the touch of Jesus like he did to the blind man. Not only Jesus rescued his body, but his soul.
Perhaps some of us are healthy, beautiful, successful, happy. Many of you are highly educated, well-dressed. But perhaps there is some form of darkness, some kind of brokenness that we are going through. And just as the blind man, he reached out, Lord Jesus, help me. And Jesus come and rescue him. Would you come to Jesus tonight? Would you let your darkness, would you allow the darkness in your life to be encountered by Lord Jesus? Thưa quý ông bà, chị em, tôi đứng đây tôi không biết được những cái bóng tối nào trong cuộc đời quý cụ, quý chị, quý ông bà, anh chị em đang trải qua. Có những vết thương mà có nhiều thập niên mà mình thấy vẫn còn hận thù, giận dữ, cay đắng. Xin Chúa đem sự tha thứ, xin Chúa đem sự chữa lành. Nếu sống trong cái darkness đó thì chúng ta sẽ không được thỏa lòng. Buổi tối hôm nay, sự sáng của Chúa Giêsu đến với chúng ta. Sứ điệp của Chúa Giêsu qua môi miệng của một người già tin lành. Đừng để ý người già. Nhưng buổi tối hôm nay, sứ điệp của Chúa là sự sáng. Xin sự sáng của Chúa đi vào cuộc đời của tôi, của quý ông bà, anh chị em, để chúng ta thấy được Chúa chữa lành mình. Chúa yêu mình thật nhiều. Chúa muốn chữa cặp mắt thuộc linh của chúng ta. Chúa muốn chúng ta thấy thiên đàng. Chúa muốn chúng ta thấy được sự yêu thương tuyệt vời của Chúa. Chúa muốn chúng ta thấy được vẻ đẹp của Đức Chúa Trời. Và khi Chúa chữa lành chúng ta, như người mù ở trong nhà thương, như người mù ở trong câu chuyện cuộc đời của quý vị, sẽ không bao giờ như xưa. Chúa thay đổi cuộc đời của quý vị một cách lạ lùng. Phải có phép lạ, ánh sáng của Đức Chúa Trời mới cứu được chúng ta trong những cảnh đen tối như bây giờ. Xin quý vị đứng lên. Thưa các bạn, các thân hữu, buổi tối hôm nay tin lành của Chúa, sự sáng của Chúa đã được rao ra. Tôi muốn thưa chuyện cùng những ai chưa từng nghe Chúa Giêsu, chưa từng biết Chúa Giêsu, và cuộc đời mình đang đi trong bóng tối. Tôi mời gọi quý vị buổi tối hôm nay suy gẫm về Chúa Giêsu, suy tư về ý nghĩa Giáng sinh. Đức Chúa Trời yêu thương quý vị nhiều. Đức Chúa Trời muốn đến cuộc đời của quý vị và chữa lành. Đức Chúa Trời đã đi vào bóng tối, vào sự đau thương, chết cái chết của quý vị trong 2000 năm trước. Bây giờ Ngài muốn vào trong cuộc đời của quý các anh chị em. Buổi tối hôm nay tôi sẽ không giơ tay kêu gọi. Nhưng quý vị nào, anh chị em nào muốn tiếp nhận Chúa Giêsu, xin sau buổi nhóm ở đây, xin đến gặp tôi, gặp các mục sư, các anh chị em trong hội thánh ở đây, nói rằng, thưa mục sư, thưa anh chị, tôi muốn ánh sáng đó, mà từ lâu tôi khổ mãi, tôi muốn nhận được ánh sáng của Chúa Giêsu, xin đến với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giải bày tin lành và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị để quý vị tin Chúa. Tôi mong rằng quý vị tiếp nhận Chúa hôm nay. Friends, I have a word for those who have yet to receive Christ. Tonight, if you have not received Jesus Christ, you have not experienced His life, would you consider Jesus tonight to invite Him, to ask Him to come into your life, into your own darkness? 2,000 years he went through the darkest of dark, super dark, incredibly dark. He was killed for you and I. He went to hell. If your life is so dark right now,
to Jesus. I'm not going to call you to come up here tonight. But if you want to receive the gospel, the salvation of Jesus Christ, come and see me and the pastors and brothers and sisters here at the end and ask that I want to receive the light of Jesus in this Christmas. We will pray for you. Okay? Xin chúng ta đồng lòng và chúng ta cầu. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con, Chúa là tất cả của chúng con, Chúa đem ánh sáng vào đời của chúng con. Ôi Chúa Giêsu ơi, buổi tối hôm nay chúng con ca tụng Chúa, chúng con nghe được tin lành của Chúa và cảm ơn Chúa đã đem ánh sáng vào đời. Và cuộc đời của chúng con không còn như cũ nữa khi chúng con tiếp nhận ánh sáng của Ngài. Ôi Chúa ơi, một số chúng con đang ở trong sự tối tăm, xin Chúa đến và xin Chúa xoa đi, xin Chúa đuổi đi những sự tối tăm đó trong cuộc đời của chúng con và xin Chúa vào cuộc đời của chúng con. Và Chúa cho chúng con sự sống từ nay cho đến đời đời. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, món quà vĩ đại nhất có lẽ Giáng sinh năm 2011 đây là không phải cái xe mới, không phải cái TV mới, không phải cái video game mới, nhưng là chính Chúa Giêsu là món quà của chúng con. Oh Lord Jesus, we want to honor you and appreciate you for bringing light into this dark world. Please enter into our darkness and heal us and give us peace and give us life. We pray in our Lord's name, Jesus. Amen. Xin mời quý vị an toàn.